Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 2 trang 8 sách giáo khoa toàn 6 cánh rìa tập 1. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Sau khi kiểm tra sức khỏe, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh của lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Bạn Châu liệt kê số đo chiều cao theo đơn vị cm của các bạn trong cùng tổ như sau: 140, 150, 140, 151, 142, 252, 154, 146, 138, 154. Ai nhỏ, hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. B nhỏ, dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lý không? Vì sao? C nhỏ, căn cứ vào dãy số liệu trên, cho biết số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Ý A bài toán yêu cầu chúng ta là nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. Thì bây giờ chúng ta phải dựa vào dữ kiện đầu bài đúng không? Cái bài cho thấy rằng là giáo viên thì yêu cầu mỗi học sinh của lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Như vậy đây là có đối tượng thống kê ở đây chính là các bạn trong cùng tổ. Như vậy chúng ta sẽ có đối tượng thống kê. Đối tượng thống kê chính là các bạn trong cùng tổ. Tiếp theo là chúng ta sẽ nêu cho cô tiêu chí thống kê. Tiêu chí thống kê ở đây là gì nhỉ? Đây giáo viên thì yêu cầu đúng không? Thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Như vậy tiêu chí thống kê chính là số đo chiều cao này của các bạn trong cùng tổ. Tiêu chí thống kê chính là số đo chiều cao của các bạn trong tổ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B. Ý B là người ta hỏi chúng ta là dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lý không? Vì sao? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát vào dãy số liệu này. Chúng ta thấy rằng trong cái dãy số liệu này này, nhìn thì chúng ta quan sát thấy rằng là có một bạn có chiều cao là 252 cm, đúng không? Như vậy là sẽ bằng là 2,52 m. Mà đây là chiều cao của các bạn lớp 6. Sau đó chiều cao không thể là 252 cm à? Được. Người Việt Nam thì cô chưa thấy ai cao 252 m cả, đúng không? Cao nhất là 1m92 là cao lắm rồi. Như vậy thấy rằng dãy số liệu mà bạn Châu liệt kê này là không hợp lý. Các bạn ghi dãy số liệu bạn Châu. Dãy số liệu bạn Châu liệt kê không hợp lý. Vì trong dãy số liệu có một bạn cao 252 cm, nó bằng 2,52 m, không hợp lý. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý C. Ý C bài toán hỏi chúng ta là căn cứ vào dãy số liệu trên, cho biết số đo chiều cao trung bình. Lưu ý nhá, số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất. Đây, của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu. Vậy bây giờ muốn tính số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu thì chúng ta phải biết được chiều cao của bốn bạn thấp nhất tổ, đúng không? Như vậy quan sát vào dãy dữ liệu này cho thấy chiều cao của bốn bạn thấp nhất tổ. Bạn thấp nhất là bạn 138 này, đúng chưa? Sau đó đến hai bạn 140 và đến bạn thứ tư là bạn 142 cm. Như vậy ở ý C đầu tiên các bạn hãy liệt kê cho cô chiều cao của bốn bạn thấp nhất tổ. Chiều cao
của 4 bạn thấp nhất tổ là, ta nêu ra thấp nhất là 138 cm. Sau đó đếm hai bạn cao 140 cm. Và cuối cùng là bạn cao 142 cm. Rồi biết chiều cao của bốn bạn thấp nhất tổ rồi, bây giờ nó sẽ tính chiều cao trung bình. Số đo chiều cao trung bình. Số đo chiều cao trung bình. Của bốn bạn. Thấp nhất tổ là, số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất tổ, chúng ta sẽ lấy số đo 138 này cộng với 140 cộng với 140 cộng với 142. Sau đó chúng ta chia cho 4 sẽ bằng bao nhiêu? Các bạn tính vào cho cô. Ta có này, 140 cộng 140 thì bằng là 280. Tiếp này, 138 cộng 140 chính cũng bằng 280. Không này, 16 này, 6 nhân 1 này, 22 là 4 nhân 1 là 5, 560. Sau đó các bạn chia cho 4 cho con. Ta có 5 chia cho 4 được 1, đúng không? Còn dư 1, hạ 6 xuống, 16 chia cho 4 được 4. Hết, hạ 0 xuống này, 0 chia cho 4 được 0. Như vậy chỗ này kết quả bằng 140. Đơn vị là cm. Như vậy số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất tổ chỉ là 140 cm. Như vậy là cô đã vừa dẫn các em làm xong bài tập số 2 trang 8 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lờiđạihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.